Hàng mai dài gần 5 km trên dải phân cách bùng nở khoe sắc vàng rực rỡ. Du khách khi lưu thông qua đây không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp độc đáo của con đường này. Mời quý vị đến với huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong không khí xuân về. Nhiều năm qua, hơn 1.000 gốc mai trên tuyến quốc lộ 56 là điểm nhấn đặc biệt của huyện Châu Đức mỗi dịp Tết, đồng thời cũng trở thành niềm tự hào của người dân nơi đây. Được đầu tư từ cuối năm 2017 với kinh phí gần 1 tỷ đồng, con đường hoa mai là công trình thu hút người dân đến vui xuân đón Tết, tạo ấn tượng tốt với du khách khi đến Châu Đức. Mỗi cái xuân về thì nó bông nó rất là rực rỡ. Tôi là người dân Châu Đức thì tôi rất là tự hào. Dự kiến trong năm 24, năm 25 phát triển khoảng 500 gốc nữa. Như vậy là toàn huyện Châu Đức khoảng 1.500 gốc mai. Đường mai Châu Đức hiện nay cũng đã được du khách trong tỉnh ngoài tỉnh biết đến. Không chỉ là một trong những điểm độc đáo để làm đẹp hình ảnh Châu Đức, đường mây này còn mang không khí Tết đến mọi người khi tuyết xuân ngập tràn khắp nơi. Cộng đồng người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh có niềm đam mê mãnh liệt với múa lân. Chỉ tính riêng tại Chợ Lớn, có hàng chục đội lân sư rồng hoạt động gần nửa thế kỷ qua. Với họ, đây không chỉ là bộ môn biểu diễn đơn thuần, mà cốt lõi chính là con đường rèn trí, luyện tài với phương châm, văn đức, võ đức và y đức. Một phút trên đài bằng 10 năm khổ luyện. Nhân là nền tảng của đạo đức. Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Thành ra cái phương châm của mình cho mấy em tìm hiểu để phát triển cái văn hóa lân sư rồng, chú trọng nhất là văn. Thật sự thành viên ở đây không ai xem hoạt động lân sư rồng là một công việc chính cả. Nó chỉ là một cái niềm đam mê và một cái gì đó muốn gìn giữ văn hóa. Cái điều kiện đầu tiên là phải đi học, là phải có văn hóa, là phải có một cái ngành nghề ổn định. Võ và lân sư rồng là hai cái môn không thể rời xa được. Tại võ là cái gốc từ từ biến tấu áp dụng vào lưng sư rồng. Đòi hỏi phải có cái căn cơ võ thuật nhất định, là phải có mã bộ nè, phải có những cái thể lực nè, nó mới thể hiện được sự mạnh mẽ nhất có thể. Và người Hoa có câu là một phút lên đài, 10 năm khổ luyện.